Bản tin trưa nay gồm những sự kiện sau. Putin tuyên bố, Ba Lan muốn xé một phần Ukraine. Nga tấn công vào kho chứa 120 tấn ngũ cốc ở Odessa. Cựu chỉ huy quân đội FSB Igor Gherkin bị giam giữ ở Nga. Học sinh Nga học sử dụng máy bay không người lái. Hành khách bị bỏ mặt trên phi cơ nhiều giờ giữa nóng cực độ Đường dây đưa 122 người sang Campuchia bán thận bị triệt phá. Bùng nổ lớp dạy chui ở Trung Quốc sau khi bị cấm học thêm. Đồng hồ qua các thời đại, tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tức sự kiện của kênh Sống Mới Dây Tinh Hoa trời thứ Bảy ngày 22 tháng 7. Yên Ngọc xin chúc quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần an lành và hạnh phúc cùng với những người thân yêu. Kính thưa quý vị, ông Putin cho biết việc thành lập một đơn vị quân đội Ba Lan, Litva, Ukraine trong NATO được lên kế hoạch cho việc chiếm đóng Ukraine sau này. Theo ông, Varsho muốn có được lãnh thổ Transcarpathia cũng như là các phần của Belarus Tổng thống Nga cũng nói thêm, việc tạo ra một kết nối quân sự của Ba Lan, Litva và Ukraine thực chất là được lên kế hoạch cho sự chiếm đóng của Ba Lan. Đối với các nhà lãnh đạo Ba Lan, họ có thể mong đợi thành lập một loại liên minh nào đó dưới chiếc ô của NATO và can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, để sau đó xé một lãnh thổ lớn hơn cho họ lấy lại. Như Ba Lan luôn cho rằng, phía Tây Ukraine ngày nay là thuộc về lãnh thổ xa xưa của họ. Ai cũng biết rằng, Ba Lan cũng mơ về vùng đất Belarus. Tổng thống nói, đối với Belarus, nó là một phần của nhà nước Liên minh, việc gây hấn với Belarus sẽ đồng nghĩa với việc gây hấn với Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả điều này với tất cả các loại vũ khí của chúng tôi. Tôi sẽ nói một điều, đây là một trò chơi rất nguy hiểm và tác giả của những kế hoạch như vậy nên nghĩ đến hậu quả. Vào tháng 4 năm nay, đã có báo cáo về kế hoạch thành lập quân đoàn Litva-Ba Lan-Ukraine trong NATO. Điều này đã được viết bởi nhà báo Jakub Musniak. Theo ông, quân đoàn sẽ bao gồm 20-25 nghìn người. Các lữ đoàn Ba Lan và Litva sẽ đóng tại Lublin và lữ đoàn Ukraine ở phía tây Ukraine ở Yaroviv. Trang tin được kèm theo những bức ảnh không rõ ràng với kế hoạch thành lập đơn vị. Ba Lan bắt đầu tăng cường biên giới phía đông vào đầu tháng 7 do lực lượng của Wagner có thể được triển khai lại tới Belarus. Tại Podlazi, một khu vực gần biên giới với Belarus, đã có kế hoạch chuyển 1.000 binh sĩ và gần 200 thiết bị, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ba Lan cho biết. Trong khi đó, tập đoàn nhà máy quân sự Rheinmetall của Đức sẽ không từ bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Ukraine, bất chấp các mối đe dọa của Nga. Điều này đã được Tổng giám đốc công ty vũ khí Đức là Armin Papager tuyên bố Nga đã nói rằng nhà máy Rein Methan trong tương lai được xây dựng ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp đối với những người chiếm đóng. Một nhà máy như vậy nếu được xây dựng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết. Theo ông Papager, tập đoàn nhà máy quốc phòng không từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy trong tương lai ở Ukraine. Tập đoàn cũng có kế hoạch bảo vệ nhà máy khỏi các cuộc tấn công với sự trợ giúp của các hệ thống phòng không do chính tập đoàn sản xuất. Đối với chúng tôi tại Rheinmetall, nhiệm vụ chính là hỗ trợ các đối tác Ukraine của chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của họ càng sớm càng tốt, người đứng đầu tập đoàn cho biết. Tập đoàn đang tạo ra một doanh nghiệp sản xuất ở Ukraine cùng với công ty nhà nước Ukraine là UK RoboRobro Dự kiến đạn dược, xe bọc thép cũng như là xe tăng chiến đấu chủ lực Pander sẽ lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Vào đầu tháng 7, giám đốc điều hành cho biết công ty có kế hoạch mở nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Ukraine trong vòng 12 tuần. Thưa quý vị, một đám cháy đã bùng phát trên diện tích hơn 200m2 sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga rạng sáng ngày 21 tháng 7 vào kho lúa mì của một doanh nghiệp nông nghiệp, khu vực Odessa, bằng cách phá hủy thiết bị của chúng ta, kẻ thù một lần nữa tuyên bố các quy tắc của luật pháp quốc tế không có trọng lượng và không được tôn trọng. Cuộc tấn công hỏa tiễn tiếp tục sau đó đã làm hai xe cứu hỏa bị phá hủy, rất may lực lượng cứu hộ không bị thương. Ông Scotty Crook là người đứng đầu cơ quan khẩn cấp nhà nước cho biết. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam lưu ý rằng hai hỏa tiễn đã bắn trúng kho lúa mì, sau đó một đám cháy bùng phát. Trong khi dập tắt ngọn lửa, một hỏa tiện khác đã tấn công vào một doanh nghiệp làm hỏng các thiết bị nông nghiệp và cứu hộ. Và do hậu quả của cuộc tấn công, 100 tấn đậu Hà Lan và 20 tấn lúa mạch đã bị phá hủy. Hai công nhân của doanh nghiệp bị thương. Trước đó, tại cảng Trondomox, khu vực Odessa, hậu quả của cuộc pháo kích vào ngày 18 và 19 tháng 7 là 60.000 tấn ngũ cốc khác của Ukraine đã bị phá hủy. Kính thưa quý vị, Cựu chỉ huy quân đội Nga Igor Gherkin đã bị chính quyền Nga bắt giữ vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 7. Ông Gherkin là cựu sĩ quan cơ quan an ninh liên bang FSB, người đã hỗ trợ Nga sắp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Người bị cáo buộc đã ra lệnh bắn rơi máy bay của hàng không Malaysia gây ra cái chết cho hàng trăm người đã bị bắt giữ tại nhà riêng vào khoảng giữa trưa theo giờ của Moscow. Việc giam giữ ông Gherkin được thực hiện theo yêu cầu của một cựu thành viên tổ chức Wagner. Vợ của ông Gherkin, bà Miroslava Reginskaya cho biết, các nhân viên của Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ ông khi bà không có ở nhà vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bà đã nhận được thông tin từ nhân viên hướng dẫn của họ. Lệnh bắt giữ ông có thể trực tiếp đến từ Tổng thống Putin. Qua bạn bè, Tôi biết được rằng chồng tôi bị buộc tội theo Điều 282 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga là tội theo chủ nghĩa cực đoan. Tôi không biết gì về nơi ở của chồng tôi. Anh ấy không liên lạc. Vài ngày trước đó, thì ông Gherkin cho biết nước Nga sẽ không tồn tại thêm một nhiệm kỳ tổng thống nào nữa của một kẻ hèn nhát và tầm thường. Thưa quý vị, các trường học ở Nga sẽ bắt đầu dạy những kiến thức cơ bản về sử dụng UAV như một phần của khóa huấn luyện quân sự cơ bản vào ngày 1 tháng 9. Ông Artem Shekin, là Chủ tịch Hội đồng Phát triển Kinh tế Kỹ thuật số của Nga cho biết, đề xuất đã được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Phản hồi của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, chương trình cung cấp nghiên cứu các loại, mục đích, đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật và xây dựng chung, tiến hành trinh sát khu vực và cách chống lại UAV của kẻ thù. Bộ Giáo dục cho biết đã phê duyệt chương trình này Chương trình này sẽ được triển khai tại các cơ sở giáo dục và trung tâm giáo dục thanh niên yêu nước của quân đội Avangard bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Trước đó thì tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi giới thiệu các khóa học lái UAV trong trường học. Vào đầu tháng 6, truyền thông Nga đưa tin các trường học ở Nga đã bắt đầu mua UAV cho huấn luyện cũng như là các thiết bị cần thiết khác để dạy cho em lái UAV. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, các hành khách trên chuyến bay DL555 của hãng Delta Airlines đã bị bỏ mặc nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng cực độ khi máy bay chờ trên đường băng tại sân bay quốc tế Harry Red ở bang Nevada của Hoa Kỳ. Chuyến bay DL555 từ thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada đến thành phố Atlanta thuộc bang Georgia lẽ ra cất cánh từ sân bay quốc tế Harry Red vào ngày 17 tháng 7, nhưng thay vào đó lại phải chờ trên đường băng nơi nắng nóng cực độ. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị ốm, trong đó có người bị ngất, theo tờ The New York Times vào ngày 20 tháng 7 đã dẫn thông tin được đăng trên mạng xã hội của những hành khách trên chuyến bay. Cô Christia Gavin, một hành khách trên chuyến bay đã viết trên Twitter rằng thử thách kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và các nhân viên y tế đã lên máy bay để đưa ba người bị ốm ra ngoài. Sau đó, Delta Airlines Thông báo chuyến bay DL555 đã bị hủy và họ đang điều tra vụ việc. Nhiệt độ ở Las Vegas lên tới hơn 45,5 độ C trong ngày 17 tháng 7, khi phần lớn nước Mỹ bị thiêu đốt trong đợt sóng nhiệt đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở một số thành phố, khiến chính quyền phải phát cảnh báo tới hàng triệu người. Thưa quý vị, Hãng Reuters vào ngày 20 tháng 7 đưa tin cơ quan chức năng của Indonesia vừa bắt giữ 12 người, trong đó có một cảnh sát và một nhân viên phụ trách xuất nhập cảnh bị cáo buộc đưa 122 người sang Campuchia để bán thận. Các nghi phạm bị truy tố về hành vi vi phạm pháp luật liên quan buôn người của Indonesia và mỗi người đối diện án phạt lên đến 15 năm tù giam kèm khoản phạt lên đến 40.000 đô la Mỹ nếu bị kết tội. Theo ông Hanky Hirayadi, giám đốc đơn vị điều tra hình sự thuộc lực lượng cảnh sát Jakarta, các nghi phạm trong đường dây trên bị cáo buộc lên mạng xã hội để tuyển người khắp Indonesia và đưa họ đến Campuchia để phẫu thuật lấy thận. Mỗi nạn nhân được hứa sẽ nhận được 9.000 đô la Mỹ. Các nạn nhân đồng ý bán nội tạng vì họ cần tiền, hầu hết đều mất việc làm trong đại dịch Covid. Ông Hanky cho biết thông tin đối với báo giới vào năm ngoái cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia trục lợi từ việc buôn bán nội tạng, bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có ba người nước ngoài từ Indonesia và Ấn Độ. Đài TRT Harbor đưa tin băng nhóm này và các khách hàng dàn xếp để tiến hành phẫu thuật tại một bệnh viện tư ở Istanbul. Nhận được tin báo, cảnh sát phát hiện một nghi phạm người Indonesia đang liên lạc với băng nhóm tại Ấn Độ và thỏa thuận bán thận với giá 37.000 đô la Mỹ. Trong đó băng nhóm này đã nhận 30.000 đô và phần còn lại là của người hiến. Thưa quý vị, vào tháng 7 năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn tình trạng dạy thêm, theo đó cấm giáo viên lẫn gia sư mở lớp dạy các môn theo chương trình giảng dạy ở trường vì lợi nhuận chiến dịch nhằm vào hai mục đích: giảm gánh nặng cho các gia đình, đồng thời xóa bỏ tình trạng trục lợi, dẫn đến sự hình thành thị trường giáo dục trực tuyến. Chiến dịch đã dẫn đến một số lượng lớn các công ty giảng dạy và đào tạo bị phá sản, kết quả là hàng chục nghìn người mất việc, điều này cũng làm giảm giá trị thị trường của các công ty giảng dạy và đào tạo. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Bloomberg, phụ huynh lại tăng chi tiêu cho việc dạy kèm sau giờ học, đặc biệt là vào những tháng nghỉ hè để con điểm cao hơn bạn bè và có cơ hội thi đậu vào các trường đại học danh tiếng, nhiều phụ huynh Trung Quốc tích cực săn lùng các dịch vụ dạy thêm chui. Hãng tin Bloomberg dẫn lời bà Sarah Wang, một bà mẹ 40 tuổi ở Thượng Hải cho biết, số tiền bà phải thuê gia sư cho con hiện tăng hơn 50% trong khi đứa bé chỉ mới học lớp 5. Bloomberg ước tính chi phí học thêm cho mỗi học sinh hiện có thể dễ dàng vượt ngưỡng 330 triệu đồng ở những thành phố lớn như Thượng Hải. Thưa quý vị, mặc dù chuyển động của mặt trời luôn đóng vai trò là dấu hiệu tự nhiên của thời gian trôi qua, nhưng con người chúng ta luôn tìm cách chế ra các loại đồng hồ mới để có thể đo thời gian với độ chính xác cao hơn. Đồng hồ mặt trời là một trong những loại đồng hồ đầu tiên. Người Ai Cập cổ đại bắt đầu sử dụng đài tưởng niệm để đo bóng của mặt trời từ năm 3500 trước công nguyên. Họ đã phát triển đồng hồ nước đồng hồ này cũng được sử dụng ở babylon hy lạp cổ đại ba tư lưỡng hà ấn độ và trung quốc cổ đại những chiếc đồng hồ hoàn toàn bằng cơ học đầu tiên được phát triển bởi các tu sĩ cơ đốc giáo đồng hồ nước là tên gọi các loại đồng hồ đo thời gian bằng thời gian chảy của một lượng chất lỏng định trước Thường đồng hồ nước có hai bộ phận chính là bộ phận chứa nước và bộ phận hứng. Những người đầu tiên trên thế giới sử dụng đồng hồ nước là người Hy Lạp cổ đại. Họ phát minh ra đồng hồ nước để dùng khi đồng hồ mặt trời không hoạt động được, ví dụ như một số ngày ánh mặt trời không xuất hiện. Thế kỷ thứ 17 chứng kiến một sự đổi mới to lớn khác trong chế tạo đồng hồ với sự ra đời của đồng hồ quả lắc. Lấy cảm hứng từ công trình của Galileo, nhà khoa học người Hà Lan Christian Huygens đã xác định công thức toán học liên hệ giữa chiều dài của con lắc với thời gian và phát minh ra chiếc đồng hồ quả lắc đầu tiên vào năm 1657. Điều này giúp tăng độ chính xác của đồng hồ lên tới 15 giây trong một ngày. Công nghệ chế tạo đồng hồ tiếp tục phát triển trong suốt thế kỷ thứ 18. Đồng hồ ngày càng trở nên phức tạp Chúng cũng mang nhiều yếu tố trang trí hơn. Các nhà sản xuất đồng hồ châu Âu đã phát triển các kỹ thuật lộng lẫy hơn để trang trí đồng hồ, sử dụng cả chất liệu sứ và mạ vàng, khiến đồng hồ trở nên có giá trị cả về bề ngoài cũng như trên giá trị sử dụng thực tế. Cho đến hiện nay, việc xem giờ đã trở nên phổ biến đến mức thật khó để có thể tưởng tượng cuộc sống mà không có nó. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ cổ là một lời nhắc nhở đẹp đẽ về hành trình mà chúng ta đã trải qua để có thể đến được ngày hôm nay. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức sự kiện trưa nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, Y Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.